Tại tỉnh Sơn La, mưa to kéo dài suốt đêm qua và sáng sớm nay đã khiến cho nước lũ dâng cao, gây ra lũ ống, lũ quét khiến cho 6 người thiệt mạng và 10 người vẫn còn mất tích. Tại huyện Mường La, lũ quét trong đêm đã làm sập và cuốn trôi hơn 40 nhà dân. Cầu bắc qua suối Nạm Păm bị lũ cuốn trôi khiến các xã Nạm Păm, Pi Tong, Triềng Lao, Ngọc Chiến, Nậm Rôn và Hua Chai bị cô lập. Trạm y tế xã Nạm Păm bị sập điểm trường ở bản Pà Piện, xã Nạm Păm. Theo dự báo thì Sơn La vẫn sẽ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Do đó, chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng hỗ trợ di chuyển người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.